Đấy mà giờ anh toàn chéo rồi mà. Còn anh già lấy bóng mạnh ngay. Lấy quả bóng kia của mình ra nào. Đổ bóng các bạn. Mình chuyển quá đẹp vậy mà. Cái táo ấy, ông ngoài lấy bóng nào. Nhìn cái bóng nào. Bóng mình đâu? Quả bóng của mình đâu? Đá quả đỏ đỏ kìa. Cứ đá đá tạo bóng ý xong rồi để em tìm nhá. Đó kìa cứng lắm. Quả đỏ đấy. Quả đỏ đấy. Quả đỏ quả đỏ đá xuống ấy. Đâu gãy chân nha Hiệp. Nếu quay được quả đấy không? Chưa anh ơi, chưa. Bóng tung ơi.
Minh Tân. Tiến đây. Tân này. Tân đưa bóng cho anh em kìa. Tân bút được. Bút quả bóng vào đá tạm. Ừ. Lấy quả bóng của Minh đâu. Chuyển vào trên thật đây anh ạ. Mà mình được là không nghĩ. Mấy phút đẹp. 12 phút này. Kinh nhỉ. Vút vút. Vút đi, vút, vút anh. Cái đầu về ơi.
Mấy phút đấy ạ? 9 phút đấy ạ. 9 phút đấy anh. 1 phút nào đây. À đang rửa mà. Ông báo vào. Hay ai? Ông báo vào báo tiếp quả nữa. Ông báo đâu? Đã giải không có giờ báo đâu. Ừ. Đã vui vui nước rồi vui báo rồi. Mà anh báo lần nào? Báo nhiều. Quá nhiều. Hai mươi phút hai giờ đây. Vâng vâng vâng. Nào nhá, ra mà hai luôn hiệp hai gì đó. Như này muốn nghe mình muốn nghe lời anh hiệp hai là muốn nghe lời ai? Yeah. Yeah. Hai đã đổi hai. Thôi thì kiểu gì chắc thay luôn. Anh hiệp anh bảo mà. Mình thấy nghe anh hiệp đúng không? Cho anh bảo mà. Đó đó. Không biết là ai tao thay người. Cũng không biết là sao. Mày vào không? Mày vào không? Hôm nay mới cắt bắt đầu bố đá. Rồi. Em đang no bụng không đá để mạnh đá. Cứ đá thông đi. Mày không rơi biên tập tiếng. Anh ơi, ta chắn chắn ca. Mày không rơi anh. 1-0, họ đang được quả. Rất hay. Chơi. Chơi. Đi đang người vòng sống. Thôi đã đi. Chứ là chứ về chứ nào nó như thế.
sắp vào đừng bỏ. Chạy chỗ này, chạy chỗ này, vào hướng. Hết giờ bên này, hết giờ chưa? Đợt em đá thông từ nãy giờ anh. Đợt em đang nghỉ đấy. Đợt em nghỉ à? Đá Dô Cô à? Dô Cô đá với Thị Vàng thấy... Đá rồi đúng không? Dô Cô đá Thị Vàng rồi. Bây giờ Thị Vàng đá với Tuma. Gì ấy? Chuyển sang nghỉ em ơi. Hoàng vào thay. Chuyển nước. Đứng trong đấy là phải tự bị sao? Trời ơi. Có đá không anh? Sao đấy? Xịt rồi. Lấy cái chai đá trong vali anh sao ấy? Đá có không? Đá anh để đâu ấy? Trong cái vali anh có một chai nước đá anh hay mang. Đá đi Thanh ơi, vào đi. Tưởng thế nào thay vị trí của An thì là An nó báo.
giờ mặt. Anh Hiệp đá liền luôn đúng không? Anh Hiệp ơi, đá liền 30 phút luôn đúng không? Rồi. Còn đây, còn đây. Hết giờ em ơi. Hết giờ rồi em ơi.